Cái chất son này thì nó rất ít dây dính ra răng. Đó, nhưng mà mọi người thấy này, nó khá là bột đối với những cái màu mà màu sáng như thế này ấy. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review bộ son mới nhất đến từ nhà 3CE có tên gọi là Blur Matte Lipstick. Không biết là mọi người có nhớ không, nhưng mà cái đợt mà mình sang Hàn là để tham dự cái buổi sự kiện ra mắt cái bộ son này, và ngày hôm nay thì mình mới có video review lên sóng nha. Tổng cộng thì có 10 màu và bộ son này thì gần đây rất là hot ở trên top top nha mọi người ơi. Video nào cũng chịu view luôn. Ngay bây giờ mình sẽ review chi tiết cho mọi người được biết nha. Và trước khi bước vào video ngày hôm nay, mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, dù mình được mời đi sang Hàn để ra mắt bộ sưu tập này, nhưng video này thì hoàn toàn là một video không hề có booking từ nhãn hàng. Tất cả những đánh giá trong video ngày hôm nay là đến từ vai trò một người dùng đã thực sự trải nghiệm cái sản phẩm này. Mọi người xem để tham khảo, bởi vì cảm nhận của mỗi người là khác nhau nha. Bộ sưu tập này sẽ có cái vỏ chủ đạo là màu hồng nha. Dù là bằng chất liệu nhựa nhưng mà mình cảm thấy khá là dày dặn và chắc chắn. Bên cạnh đó, ở phía bên thân son sẽ có một cái lớp tráng gương như thế này, để nếu như khi mà chúng ta đi ra ngoài đường ấy mà không có gương thì chúng ta có thể tút thỏi son ra nhìn ngay ở trên nắp son và đánh son như thế này nhá. Vì mình đã trải nghiệm cái dòng son này rồi cho nên ngay bây giờ mình sẽ review chi tiết cả 10 màu nhá. Màu đầu tiên là Rosiness, đây là một màu cánh hồng khô. Cá nhân mình khi mà đánh cái màu này lên ấy thì mình thấy rằng nó là một màu hồng, tuy nhiên không làm cho da của mọi người kiểu bị xỉn đi, mà nó giống như là một cái màu MLBB, nhìn rất tương đồng với cái màu môi thật của mọi người. Tuy nhiên khi đánh lên ấy thì nhìn gương mặt hồng hào hơn. Đây là một trong số ít những cái màu hồng khi mà mình đánh lên cảm giác nó hợp mặt mình ấy, và làm cho cái răng của mình nó không bị quá vàng. Đa số khi mà mình đánh màu hồng lên là răng bị vàng lắm. Và về chất son này, khi mà đánh lên môi nó có thể che phủ được cái rãnh môi được cỡ khoảng tầm 30-40%, không phải là lướt lên một cái là nhìn môi của mọi người được phủ đầy ngay lập tức. Tuy nhiên, cái ưu điểm của dòng son này đó chính là cái chất son nó khá là nhẹ, khi đánh lên trên môi không có cảm giác bị nặng. Về mùi hương của son ấy thì gần như kể cả khi mình ngửi sát như thế này cũng không có cái mùi gì cả. Nó giống na ná như là cái mùi bút sắc màu rất là nhẹ thôi nha. Màu thứ hai là màu đỏ mật tím. Đây là một màu mà cá nhân mình rất là thích. Khi mà được hỏi rằng màu nào mà mình thích nhất lúc mà mình đi sang Hàn ấy thì mình đã chọn cái màu này, bởi vì mình đã đánh khá là nhiều màu đỏ, thì đây là một cái màu đỏ mà mình thấy rằng nó rất là đặc biệt khi đánh lên. Thứ nhất là nó tôn da nha, thứ hai nữa là nhìn nó rất là sang, mà cái kiểu sang quyền lực, kiểu chảnh lắm luôn ý. Bây giờ mình sẽ test độ bám của son khi uống nước nha. Đây, mọi người có thể thấy này, nó dính ra khá là nhiều. Mà mình thấy hãng có chia sẻ rằng là mịn lì bền màu, thách thức lem trôi. Theo riêng quan điểm cá nhân mình, bởi vì mình đã dùng cũng lâu lâu rồi, thì mình thấy rằng là cái độ bám của son này nó không phải là quá tốt. Đó, khi mà mình bặm qua với giấy thì đây, mọi người có thể thấy này, đó, là nó dây dính ra khá là nhiều. Mình lau nhẹ cho mọi người thấy này, đó, ngay phía bên dưới môi là không hề có lớp tin nào cả, chỉ là một cái lớp son lì kiểu hơi bột bột phủ lên trên môi thôi. Màu thứ 3, I'm No Way, là một màu hồng tím. Cá nhân mình thấy rằng màu này cực kỳ khó đánh, bởi vì khi mà mình đánh lên mình thấy cái da của mình nhìn nó ngăm mà nó xỉn đi bao nhiêu luôn ý. Và bên cạnh đó, kể cả dùng cái màu này làm cái màu nền để trồng những cái màu đậm khác lên thì mình thấy rằng cũng không ổn một chút nào. Bởi vì cái màu này nó có ánh tím mà lại là tông lạnh ấy, khi đánh lên nhìn cái da của mình nó bị chết màu, bị xỉn màu đi. Nhược điểm của dòng son này ấy, đó chính là khi mà mới đánh lên ấy, mình cảm nhận môi của mình rất là mịn, mượt. Tuy nhiên sau khoảng tầm 1 tiếng khi mà bắt đầu set xuống ấy, thì cái son này nó sẽ làm lộ ra cái rãnh môi rất là nhiều, và nhìn cái đôi môi của mọi người nhìn kiểu nó khô khô và kiểu nhăn nhăn ấy. Và bên cạnh đó là cảm giác nó bột nhiều. Cho nên mọi người lưu ý là khi mà đánh cái dòng son này ấy, đầu tiên nó chính là chúng ta phải dưỡng môi thật là kỹ, tẩy da chết môi để không có những cái vẩy da chết ở trên môi. Bởi vì nếu như chỉ cần có vẩy da chết ở trên môi, đánh cái dòng son này lên là nhìn nó lộ lắm luôn. Màu số 4, Misty, đây là một màu hồng san hô của ánh tím. Mọi người có thấy cái màu này quen không? Đây là một trong những cái màu son mà được rất nhiều nữ chính phim Hàn dùng luôn nha. Và cái màu này thì cá nhân mình thấy nó rất là dễ thương, cực kỳ tiểu thư, đánh lên nhìn chảnh vô cùng. Nhưng mà nó phù hợp nhất là trên nền da trắng, mà không phải trắng bình thường, nó phải trắng sáng thì đánh cái màu này mới đẹp. Chứ còn da trung bình đánh cái màu này lên mình vẫn cảm thấy nó hơi chóe. Khi mà mình đi sang bên Hàn ấy thì mình thấy rằng đa số những cái bạn nữ bên Hàn ấy toàn đánh những cái màu son kiểu như này.
cam cũng phải là cam kiểu tươi, mà hồng cũng phải kiểu hồng tươi như này, bởi vì da người ta rất là trắng ấy, cho nên người ta chuộng những cái màu này là điều đương nhiên. Màu số 5 In The Fog là một màu hồng nút bợt. Cá nhân mình thấy rằng đa số những màu son trong cái bộ sưu tập Le Mask Lipstick này nó sẽ phù hợp trên cái nền da trắng nha. Đặc biệt là những cái màu mà bợt như thế này, khi đánh lên thì cảm giác là nó bị bột nhiều. Đây mọi người có thể thấy này, đó, bặm nha, hoặc là mình lấy cọ đi, mình tán. Đó, thì nó vẫn y nguyên cái độ bột ở trên môi như thế. Và nhược điểm bị bột này nó sẽ thể hiện rõ ràng ở những cái màu son nhạt. Bên cạnh đó, về độ bám của son này thì mình đánh giá không quá cao. Có người sẽ nói được cỡ khoảng tầm 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, nhưng mà cá nhân mình khi mà trải nghiệm nha, thì nó sẽ bám được cỡ tầm từ 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi. Khi uống nước là cũng đã trôi đi kha khá rồi, và khi ăn uống thì sẽ trôi đi sạch sẽ luôn. Cái nhược điểm lớn nhất ấy, thì mình nghĩ rằng nó chính là để càng lâu ở trên môi thì sẽ càng lộ ra khá là nhiều rãnh môi, và cảm giác môi của mình nó khô. Vì cái màu này khá là bợt ấy, cho nên mình nghĩ rằng là mọi người nên dùng làm son nền. Tuy nhiên, để mua một cái cây son nền mà cỡ khoảng tầm 300 mấy 400 nghìn ấy, thì cá nhân mình sẽ phải cân nhắc khá là nhiều đấy. Màu số 6 Salty Cinnamon là một màu cam đất. Cá nhân mình thấy đây là một màu rất là đẹp nha mọi người ơi. Khi mà đánh lên ấy, nhìn tây da man luôn. Dù là một cái màu cam nhưng không hề làm da của mình xỉn đi một chút nào. Màu này kể cả đánh ở trên nền da ít make up mình nghĩ vẫn ok. Eo ơi, nếu như mà đánh vào buổi tối mà đi quẩy, đi dày đầm thì mình nói thật với mọi người luôn là nhìn vừa sang chảnh này, thứ hai nữa nhìn vừa cá tính, thứ ba nhìn rất là tây luôn. Apricot Filter là một màu cam tây nút nha. Cá nhân mình khi mà đánh cái màu này lên ấy, thì mình thấy rằng nó đẹp nhưng mà khá là bợt. Chỉ phù hợp với những bạn nào mà da rất là trắng thôi nha. Em mình nói sự thật luôn. Còn bạn nào da ngăm mà muốn đánh cái màu này thì mình nghĩ rằng là dùng làm màu nền thì sẽ là hợp lý. Và khi mà đánh đến cái cây số 7 này thì cá nhân mình thấy rằng là cái chất son này nó khá là khô ở trên môi. Khi mà đánh lên môi thì cảm giác nó rất là nhẹ, nhưng sau một thời gian cỡ tầm 1-2 tiếng thì bắt đầu thấy môi nó hơi khô. Và lúc đó thì sẽ cảm thấy cái độ bột ở trên môi nó nhiều hơn. Về cái chất son này thì cá nhân mình đánh giá không quá cao, không phải là quá ngon trong tầm tiền. Màu số 8 Pure Layer là một màu hồng cam san hô. Đó, như mình đã nói ấy, là bộ sưu tập này mình thấy rằng phù hợp với đa số những cái bạn nào mà da sáng ấy. Và như mình đã nói ấy, là bên Hàn ấy, các bạn nữ đánh rất là nhiều. Nếu như mọi người không tin thì mọi người xem phim Hàn là mọi người đã thấy là đa số sẽ chuộng những cái màu mà nó kiểu sáng. Màu san hô, hồng cam san hô, hồng san hô. Khi đánh lên là tôn được cái nước da trắng. Và bên cạnh đó là nhìn gương mặt của mọi người thực sự nó rất là kiểu mong manh tiểu thư và nhìn trẻ nha. Màu số 9 là một màu cam be nút. Đây là một màu mà cá nhân mình nghĩ rằng bạn nào mà biết make up ấy thì đánh cực kỳ đẹp luôn. Nếu như mà mọi người biết nhấn vào mắt thì đánh cái màu này thì mình đảm bảo là cực kỳ sang chảnh, nhìn rất là cá tính và tây vô cùng. Mình là một người rất ít khi đánh son nút luôn. Mình khẳng định với mọi người là gặp mình ở ngoài là hầu hết mình đánh son đậm không ấy mọi người ơi. Nhưng mà khi mà đánh cái màu này lên ý thì mình phải khẳng định là nó đẹp nha. Mặc dù trên mặt mình bây giờ là chỉ đánh mỗi kem chống nắng che ít khuyết điểm thôi, mà mình đánh vào mình nhìn thấy nó tây dã man, không hề làm răng của mình bị vàng quá nhiều. Cái chất son này thì nó rất ít dây dính ra răng. Đó, nhưng mà mọi người thấy này, nó khá là bột đối với những cái màu mà màu sáng như thế này ấy. Sau khi đánh cỡ tầm 30 phút 1 tiếng nó bắt đầu thấy son nó đi vào những cái kẽ vân môi và nhìn nó khá là rõ ràng. Màu số 10 Neutral Wave là một màu đỏ lạnh. Đây là một cái thỏi son mà mình dùng rất là nhiều trong cái bộ này, bởi vì đánh buổi ngày cũng đẹp mà đánh buổi tối cũng đẹp luôn. Phù hợp đối với mọi hoàn cảnh, mọi tông da, kể cả mình make up đánh cũng đẹp mà không make up đánh cũng đẹp. Đó, mình có hai cây mà mình đang xài nha. Màu này thì không cần phải bàn cãi về cái độ đẹp rồi. Khi mà đánh lên thì mọi người thấy là da của mình thực sự rất là sáng. Đây là đối với màu đậm nha. Mọi người nhìn thấy đẹp không? Đó. Sau cỡ một tiếng thì nó vẫn bị sét vào môi và cảm giác nó lộ ra rãnh môi. Nhưng tổng quan đối với chất son màu đậm như thế này là mình thấy đẹp nha. Màu này nếu như mọi người đánh nhạt ấy thì nó sẽ ra một cái màu kiểu hơi thiên hồng nhiều. Đây mình tán cho mọi người thấy này. Đó. Nó sẽ ra cái kiểu màu hơi thiên hồng nhiều, kiểu màu hồng đỏ. Nhưng nếu như mọi người đánh đủ lượng ấy thì nó sẽ ra một cái màu đỏ lạnh, màu này đẹp lắm. Tổng quan lại đối với bộ son mới nhất của nhà 3CE có tên gọi là Le Mask Lipstick ấy, thì mình sẽ chấm là 7 trên 10.
Và đây là riêng quan điểm cá nhân mình, bởi vì với mức giá là 360.000 cho đến 400.000 cho một cây son có trọng lượng là 4g ấy, thì không phải là rẻ nha mọi người ơi. Cho nên mình không thể nào chấm điểm quá cao được. Nếu như một cây son có giá thành hợp lý và chất son của nó cực kỳ đẹp, rất ít điểm chê ấy, thì mới có thể chấm điểm gần như tuyệt đối. Còn 7 điểm thì mình nghĩ rằng là hợp lý. Và mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.